nay mình sẽ nói về cái chủ đề, đó là lý do mình chọn Vios chứ không phải là Accent nhé. Thì hai chiếc xe này ấy, nó là hai cái chiếc xe mà cạnh tranh nhau của nó gắt gao bậc nhất ở cái phân khúc sedan B ấy. Ai mà nhắm tới cái phân khúc này thì chắc chắn là sẽ phân rất là phân vân giữa hai con xe này, đúng không? Mình bản thân mình thì cũng từng có cái đấu tranh y hệt như vậy. Thì ban đầu thì mình gần như là mình mua cái chiếc Accent rồi, vì giá niêm yết của nó thì lúc nào cũng rẻ hơn Vios 30 triệu mà. 30 triệu nó cũng là một số tiền khá là lớn nếu mà so với giá thành của hai chiếc xe đấy. Mọi người phải khá là cân nhắc, đúng không? Thì cái chiếc Accent đấy nó có lợi thế là cái ngoại hình nó đẹp hơn, nhìn nó hiện đại bắt mắt hơn. Cái nội ngoại thất của nó nói chung là nhìn nó ưng mắt hơn. Đa phần mọi người mà xem review ấy trên YouTube thì sẽ bị hạ gục bởi vì cái vẻ đẹp bề ngoài đấy. Chứ còn mọi người nghe các cái kênh review đấy người ta đánh giá thì mọi người cũng không cảm nhận được cái thực tế của khi mình lái thế nào đâu. Thì mọi người là sẽ thiên về gọi là xem để đã mắt hơn. Bản thân mình cũng vậy. Chứ còn hồi mới lái thì cũng hiểu gì về gọi là cảm giác lái hay là vô lăng hay là chân ga phanh gì đâu. Lái chỉ biết lái thôi, đúng không? Mình đâu có trải nghiệm nhiều xe đâu mà biết. Mà những người trải nghiệm nhiều xe ấy thì người ta lại sẽ không nhắm tới cái phân khúc này. Những người có kinh nghiệm về xe rồi thì người ta sẽ không mua cái phân khúc này đâu. Nói chung là ít, trừ những người gọi là chạy dịch vụ. Còn như bản thân mình thì hồi đấy là cũng mê Accent lắm. Cũng may mắn là cũng được lái hồi mà đi tập lái, học lái xe là cũng được lái cái con Accent đi luôn. Lái cũng khá nhiều lần đấy, mình cũng cảm nhận được cái vô lăng và cái chân ga, chân phanh của nó. Và cái không gian nội thất khi mà ngồi, mình cũng ngồi trong Accent khá là lâu rồi đấy. Lái cũng phải tầm mỗi cũng phải tầm 5 buổi. Mỗi buổi nó cũng ngồi trên xe đây cũng phải tầm 3-4 tiếng. Nó cũng trải nghiệm nó cũng khá là thực tế đấy. Thì mình thấy là cũng được, vận hành nói chung là cũng ổn. Có mỗi cái vô lăng và cái chân ga mình không thích rồi. Vô lăng nó nhẹ quá. Vô lăng nhẹ thì xoay sở kiểu đi chậm, xoay sở thì còn được. Chứ còn nếu mà đi ra ngoài đường như này này, bạn lái con Accent ấy, mới lái cảm giác không yên tâm đâu. Cảm giác nó tay lái lúc nào mình kiểu nó sợ nó bị liệng liệng ấy. Nó nhẹ quá mà, nó không có cảm giác lắm. Không thật lắm ấy, không thật. Đang đi từ xe máy mà lên ô tô mà lại lái một con Accent đấy thì khá là sợ đấy. Nhưng mà khi ấy cái vấn đề đấy là cũng mình cũng chưa cảm nhận rõ được, tại vì mình chưa lái thử con xe khác. Sau đấy loanh quanh thì cứ chần chừ mãi, cuối cùng là Accent nó gần như thời điểm cuối năm 2021 đấy là gần như nó hết xe. Đi xem ở đâu cũng hết xe, bán chạy quá mà. Cái năm ngoái là cái năm mà nó bán chạy vượt cả Vios đấy. Thế là bắt đầu có một hôm mà đi cọc rồi đấy, đi mang tiền đi là cọc rồi đấy. Nhưng mà đến nơi thì bắt đầu mới thấy hợp đồng kiểu không hứa hẹn ngày giao xe ấy. Thế là mình bực mình không mua nữa. Hỏi chỗ khác thì người ta cũng bảo có xe, nhưng mà này là cái đời sản xuất 2021 chứ không có xe 2022.
tháng hồi thời điểm đấy là tháng 1 rồi. Đấy là mình cũng suy nghĩ mãi rồi. Mà giá nó cũng cao, giá nó là 505 triệu. Thế là mình mới nghĩ là thứ hai đi xem Vios đi vậy. Đắt hơn, xem là nó đắt hơn bao nhiêu. Và thấy các kênh YouTube nó cũng review là đang hạ giá đấy. Có nơi là 20-30 triệu đấy. Thế là bảo đi xem. Xem thì ấn tượng ban đầu tiên ấy, khi mình nhìn cái Vios thì thấy nó cứng cáp, nó cũng khá là thích đấy. Thế là mình trước đấy mình chưa được ngồi vào ghế lái bao giờ, mà ngồi vào ghế lái cái thì nói thật mọi người là khi mà bạn bước vào ấy, cái ghế lái của con Vios này mà trước đó bạn đã lái Accent nhiều lần rồi nhá, bạn bước vào cái khoang ghế lái của Vios này bạn sướng cực kỳ luôn. Đây là cái cảm nhận của mình nhá, nó cảm giác nó thoải mái chân tay ấy, mà sờ này, nhựa này, dạ phần nhựa phần da các thứ ấy, cảm giác ấy nó thích, nó cứng cáp. Nhựa Vios này bạn sờ, các bạn cứ gõ thử, gõ thử nhựa Vios và gõ thử nhựa Accent, các bạn nhớ thấy là cái nhựa của cái con xe nào nó tốt hơn. Accent ấy nó, mình cảm giác nó mỏng và nó yếu cái nhựa ấy. Còn Vios này nhựa nó cứng cáp cực kỳ luôn, em mình ưng luôn này. Sờ vô lăng mình cũng thích, mình không lái thử luôn, mình quyết định là mình sẽ mua ngay con này. Ghế thì ghế da, ở Accent thì này là ghế nỉ nhé. Bạn mua Accent về bạn lại phải mất thêm 4-5 triệu tiền là làm lại ghế thôi. Thế là cái giá 505 triệu nó sẽ biến thành, nó sẽ biến thành 510 triệu rồi. Đấy là cái tiền ghế đấy. Và tiếp đó thì sao? Sau khi mình đi xem chán chê các showroom, và thời điểm đấy nó cũng không sẵn hàng đâu nha. Nên là người ta đẩy hết cái xe sản xuất 2021 đi rồi. Nhưng mà nó lại sẵn xe 2022 nhá. Mình mới quyết định là mình mua cái bản 2022. Đấy, giữa bản 2021 và 2022, khi mà các bạn sau này các bạn bán thì nó cũng chênh nhau đến 10-20 triệu đấy. Đó. Thì tại sao mình không mua 2022 đúng không? Đấy, thay vì mua con Accent 2021 và con Vios 2022 thì mình chọn 2022 chứ. Thế là mình mới quyết định là mua Vios rồi. Và khi mà đàm phán ý, sau khi đàm phán ý, tất cả các thể loại giảm giá thì cái Vios đấy là được giảm 15 triệu, cộng với cả 2 triệu mình không dán kính, họ trừ cho thêm 2 triệu nữa là giảm 17 triệu. Thế là từ 531 giảm xuống còn 531 giảm 17 triệu, là còn 514 triệu. 514 triệu so với 505 triệu thì chênh nhau có 9 triệu phải không? 9 triệu thì chọn xe Hàn xe Nhật. Chênh nhau 9 triệu các bạn bảo có nên chọn Vios hay không? Nếu mà chênh nhau 30 triệu như giá niêm yết ấy thì mình sẽ chọn Accent, nhưng mà chênh nhau đến chỉ có 9 triệu như thế thì mình chọn Vios chứ ngu gì. Bởi vì trước giờ ấy, Vios nó vẫn luôn luôn là cái con xe mà gọi là nó bán chạy là bậc nhất và nó yên tâm nhất. Nó bền bỉ mà, nó nổi tiếng rồi, nó bền bỉ và nó tiết kiệm xăng hơn xe hàng. Cái này không thể chối cãi được nhé. Cái xăng cộ này xe Accent không thể nào là cạnh tranh được với Vios nhé. Mình đi Vios này đến đây được gần 10.000 km này, 9.490 này. Xăng mình đo nhé, mình đo lần nào mình đổ đầy bình mình cũng ghi lại nhé. Thì ứng dụng nó báo ra là xăng nó chỉ loanh quanh 5 lít trên 100 km thôi. Accent làm sao mà đi được như vậy, khẳng định luôn. Tốc độ trung bình của mình đi là 30 km/h. Thì một trung bình một tháng nó đắt hơn, tiền xăng đắt hơn 700.000 rồi.
một năm nhân lên, một năm cũng rơi vào khoảng hơn 8 triệu đấy, hơn 8 triệu tiền xăng đấy. Thế là mình là đi gọi là mức người dùng nhé. Còn là những người nào mà chạy dịch vụ ấy, thì đi phải gấp ít nhất là cũng phải rẻ rách nhất một ngày mà đi gấp 3 lần mình. Thì một năm nó rơi vào khoảng gần 30 triệu ấy, nếu mà tiền xăng đấy. Đấy, chạy dịch vụ ấy. Cho nên là các bạn mua chiếc Vios này, các bạn chạy dịch vụ ấy, các bạn tiết kiệm tiền xăng nó phải rơi vào khoảng đó đấy. Rơi vào khoảng gần 30 triệu tiền xăng so với Accent đấy nhá. Đó là lý do ấy, mà người ta chạy mua Vios hoặc là để chạy dịch vụ hoặc là chạy chạy trong các cái xe chip ấy, các bài thi xa hình ấy. Các cái trường lái họ đều mua Vios thôi, họ không ai ít người dở hơi mà đi mua Accent lắm. Xăng cộ nó quan trọng cực kỳ, xăng cộ bảo dưỡng. Cái tiền bảo dưỡng ấy, nếu mà tiền bảo dưỡng hoặc là tiền mà thay thế các cái thiết linh kiện ấy, nó khá là tốn, khá là nhiều nhé. Nếu mà các bạn đi nhiều, một năm bảo dưỡng vài lần ấy. Nên như mình đi mức 2.000 km trên một tháng thì mà một năm phải bảo dưỡng 2 lần ấy. Bác như người chạy dịch vụ bảo dưỡng này tầm 6 lần, 5-6 lần. Mình thì mình chạy người dùng thôi, nhưng mà mình đi nhiều nên mình cũng rất là cần cái tiết kiệm xăng nhá. Còn ai mà nói đi xe ô tô mà không cần tiết kiệm xăng thì người đó chắc là chưa đi ô tô, hoặc là người đó quá nhiều tiền. Còn mình mới lên ô tô, mình xăng cộ mình cực kỳ, mình phải chắt chiu nhá. Tiền đã không kiếm được nhiều đâu, nuôi con xe không là đã gọi là vất vả rồi đấy. Nên là phải tính toán nhé. Đó là chi phí ban đầu bỏ ra khi mà mua xe nó đắt hơn khoảng 10 triệu, nhưng mà đi khoảng một năm là cái tiền xăng nó đã gọi là khấu hao xăng so hai con rồi, nó đã hòa nhau rồi. Thế thì mình chọn Vios thì nó là cái quyết định mà phải nói là quá là hài lòng với cái mức chênh tiền như thế. Mình đã phân tích cái bài toán mà chi phí mà để vận hành cái xe ấy, nó chênh lệch nhau. Tuy nhìn thì ban đầu tưởng là nhỏ, nhưng mà nếu mà tính ra ấy, một năm ấy, nó là rất lớn nhé. Xăng cộ nó chỉ cần chênh nhau 1 lít trên 100 km thôi nhé. Còn những xe mà nó thiết mà nó tốn hơn ấy, rơi vào khoảng tốn hơn tận 2 lít trên 100 cây nhé. Thì các bạn cứ nhân đôi cái số tiền mà mình vừa tính. Cho nên nó không ai mà dở hơi mà đi chọn cái xe phân khúc hạng C, xe đạp hạng C để mà chạy dịch vụ cả. Xăng nó tốn hơn quá nhiều như vậy thì chỉ sợ cái tiền mà chạy, cái tiền nuôi xe, cái tiền nuôi xe nó quá tội, chạy không có lời luôn. Mình cho nên là những ai mà thích phục vụ gia đình, về bề ngoài nịnh mắt đấy, và thích các cái option nó nhiều hơn thì cho Accent. Còn đối với mình, người thực dụng chỉ cần có một chiếc xe ô tô đi lên để chạy bền bỉ, vận hành bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, bảo dưỡng rẻ, đó mình quan tâm đến chi phí nhiều hơn. Và cái ngoại hình của Vios nó cũng không thua Accent nhiều đâu. Nó cũng là sedan, nó trông nó cũng hài hòa, nhã nhặn, chứ không đến nỗi là kiểu thiết kế, không đến nỗi kiểu quá xấu. Xấu thì mình có liệt kê những con mà thiết kế xấu này. Con Acha là mình thấy thiết kế rất xấu, cái đuôi xe khá là xấu ấy. Suruto trông cũng không, nó cũng xấu, nội thất trông chán lắm. Acha và Suruto hai con mình đánh giá rất là thuộc loại xấu. Vios mình thấy hài hòa, nói chung là nó là cái con xe ấy, mà mình đi
mình cảm giác mọi thứ nó hài hòa, nó không có cái gì gọi là nó nổi trội hẳn lên cả, nó hài hòa, nó cân bằng. Thế là tại sao nó bán chạy, tại sao nó phù hợp với cả số đông là như vậy. Accent mấy năm gần đây là nó nổi bật lên rồi, nó ngoại hình mẫu mã này, nó cải tiến, nó đẹp mắt. Nhưng mà về những cái giá trị mà gọi là suy nghĩ về sâu xa, về vận hành các thứ, về sử dụng lâu dài, thì cái Vios này nó lại chiếm cảm tình của mình hơn. Cái cảm giác ngồi lần đầu tiên ngồi vào cái ghế của Vios này, mình đã quyết định là phải mua nó ngay này. Và mình đã quên ngay các accent ra khỏi đầu luôn rồi, từ cái thời điểm mà bắt đầu ngồi thử. Đấy là những cái cảm nhận của mình, những cái mình còn ghi nhớ lại về những cái thời điểm mà mình đi mua xe đấy. Tới nay khi mà mình làm cái video này ấy, mình vẫn rất là hài lòng, rất là ưng ý với cái lựa chọn đấy. Thực sự là như vậy luôn. Mình cũng rất là thích cái cách làm việc của người Nhật, đặc biệt là Toyota này. Vào trong cái Toyota Hưng Yên ấy, bảo dưỡng, mình rất hài lòng luôn. Cảm giác là nhân viên họ trung thực, họ được đào tạo trung thực, bảo mình thay cái gì, tư vấn mình thay cái gì, họ lắp cái gì là đều là thực tế nhé, chứ không có cái kiểu là gạ gẫm anh lắp ốp yếc này thêm để cho đẹp hay gì. Không, họ đặc biệt là họ không có cái tư vấn cái kiểu đấy đâu. Họ tư vấn cho mình cái gì mà nó cần thiết nhất. Nếu như mình đến mình bị chuột, biết là xe bị chuột phá cái tấm chắn ở cái lọc gió điều hòa, nó vào nó cắn tung cái lọc gió điều hòa của mình ra. Thế là bạn tư vấn thì bạn ấy bảo là đây xe anh bị này. Đấy, thì tư vấn mình lắp cái lốc chống chuột. Thế mình cũng lắp. Mình đi ra mình xem thì đúng là nó cắn tung ra thật. Mình ấy lắp vào. Đấy, nghĩa là họ tư vấn những cái gì cần thiết thôi, chứ còn họ không có bày vẽ gì đâu, không có bày vẽ để ăn tiền mình đâu. Cái Toyota là mình thấy mình rất là hài lòng về cái khoản phục vụ khách hàng nhá, sau bán hàng nhá. Lần sau mình cũng mua xe, mình cũng sẽ chọn xe phân khúc cao hơn của Toyota nhá. Mình rất là thích Toyota. Trước kia thì mình không thích hãng xe này lắm đâu, bởi vì xem review nhiều, YouTube nhiều ấy, thấy mọi người chê hoặc là xem các diễn đàn chê ỏng chê eo ấy, chê dìm hàng các thứ, mình cũng bị nhiễm, cứ nghĩ Toyota này nọ. Nhưng mà các bạn suy nghĩ về bản chất ấy, tại sao nó lại bán chạy, cái xe hãng xe này tại sao nó lại bán chạy như vậy. Bây giờ mấy cái dòng xe như là Fortuner hoặc là Innova bây giờ nó không bán chạy nữa rồi. Thì những cái xe đấy thì đúng là nó không đi kịp so với thời đại, nó giá thành nó cũng cao ấy. Mà bây giờ ấy, xe như cái xe 7 chỗ ấy, thì nó ra nhiều quá rồi, mà giá thành nó quá rẻ, chỉ khoảng 600-700 triệu. Nhưng con Innova thì không thể nào phải cạnh tranh nổi rồi. Nên là nó thất bại thì nó là điều tất yếu thôi. Thì bây giờ Toyota họ cũng đưa về mấy cái mẫu xe 7 chỗ đấy, Veloz hoặc là Avanza đấy, thì gọi là lấy lại phân khúc ấy, lấy lại thị phần thì cũng gọi là cũng tạo được cái thành công nhất định. Nó kém, vẫn đang kém con Xpander đấy. Nói thật là 7 chỗ thì mình vẫn ưng con Xpander hơn. Veloz thực sự chưa ưng lắm đâu. Thì còn cái sự lựa chọn Vios này mình rất hài lòng. Độ ồn của xe này mình thì cảm giác là chấp nhận được nha, không đến mức mà gọi là bị váng đầu, ong đầu như là mấy người đi Honda City người ta chia sẻ đâu. Người đi Honda City nhá, người ta chê cái cách âm của xe này rất 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 là nhiều nhá. Như là cái bạn như kênh vlog gì đó mình xem đó, mua City RS chê cái tiếng vọng của cái tiếng ồn lốp ấy, nó vọng lên ấy, khoang lái ấy, nhiều. Cả tiếp ca cũng đánh giá như vậy ấy.
vì là nó cảm giác, nó cho mình cảm giác gọi là nhờ, khó chịu hơn cái Vios này. Vios này khi mà mình đi trên cái đường mà tốc độ cao như này này, cái đường vành đai 3 thì tốc độ nó cũng gần 80 đấy, thì cái tiếng ồn ở dưới lốp nó sẽ vọng lên, cũng có vọng lên nhưng mà ở chấp nhận được nhé. Như các bạn đang nghe ở cái video của mình đây thì các bạn sẽ thấy là nó tiếng ồn thực tế nó như nào, mình sẽ không chỉnh sửa nhé. Mình làm video này mình sẽ không chỉnh sửa cái phần âm thanh, mình sẽ không sử dụng phần mềm để giảm ồn, để cho các bạn nghe cái tiếng ồn thực tế đó và so với cái giọng nói của mình đây, nó có khó chịu hay không nhá. Khi đi tốc độ cao một chút thì nó sẽ hơi ồn, nhưng mà khi mà đi các độ gọi là trong đô thị ấy, thì nó lại rất là thoải mái nha, nó tiếng nó không nhiều đâu. Và do cái mặt đường này nó nhám đây này, mặt đường này nó sẽ nhám hơn thì nó sẽ ồn hơn này. Và khi bây giờ mình sẽ đi vào xuống cái mặt đường ở dưới này thì nó sẽ tiếng ồn nó giảm đi rõ rệt đấy. Đó, các bạn nghe thấy tiếng ồn nó bắt đầu nó giảm đi rồi, nó giảm dần. Mình không có máy đo nhưng mà mình cảm nhận được là nó đang giảm dần. Về cái trang bị của hai con xe này thì mình thấy là Vios thì nó cũng kém ở cái khoản đấy thôi, sấy gương và cái gì nhỉ, sấy gương và cái khóa thông minh đó, đầy đủ từ xa đấy. Chiếc Vios E của mình là vẫn là khóa cơ nhá, vẫn dùng chìa. Thì hai cái đấy thì như là cái sấy gương thì cũng đi mưa là thứ khá cần thiết đấy. Thì mình công nhận là Vios phiên bản sau thì nên trang bị cái sấy gương đấy. Nên trang bị sấy gương và cũng nên nâng cấp cái khóa lên đi. Đó là hai cái mà mình thấy Toyota cần phải nâng cấp, vì hai cái đấy là sử dụng rất là nhiều và cái tiện ích đấy là cần thiết. Còn những cái trang bị khác như là gạt mưa tự động thì mình nghĩ là không cần. Đèn tự động thì Vios này có rồi và cái đấy là cần thiết. Cam lùi cảm biến các thứ thì Vios đầy đủ, nói chung gọi là Toyota họ cũng tính toán rồi, cái gì họ cắt giảm đi để cho giảm bớt chi phí đi họ cũng tính toán rồi, thì gọi là cắt hai cái trang bị kia thì để giảm chi phí đi thì mình nghĩ là cũng được, nhưng mà nếu mà có thì tốt hơn. Gạt mưa tự động thì không cần đâu, gạt mưa thì mưa to mưa nhỏ anh tự mình điều chỉnh cũng được, cần gì về tự động đâu mà. Cái đèn tự động thì cần nhá, đèn tự động rất là cần, bởi vì là nhiều khi mình đi vào hầm mình không quên không bật. Mình đi vào hầm là nhiều người là sẽ không có cái phản xạ để bật đèn đâu, khá là nguy hiểm, dễ bị phạt lắm nha. Và đó là những cái tổng kết của mình về cái cảm nhận của hai cái con xe này đối với những người mà phân vân đưa ra được những cái lựa chọn cho bản thân mình. Mình nhu cầu của mình như nào thì mình sẽ chọn con xe đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Chào tạm biệt.